Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái mẹo trị hôi nách bằng gừng. Thì cách làm rất là hiệu quả mà dễ nhá. Và đây là gừng mình trồng và mình sẽ đi lấy độ 1-2 củ để vào làm. Sau khi mình lấy gừng được vào rồi thì mình sẽ đem đi rửa sạch bụi bẩn đi nhá, đất cát này. Và tiếp theo thì mình sẽ dùng dao và mình bỏ những cái phần nào nó hư, nó thối đi nhá. Về gừng này nó cũng là một cái loại thực phẩm hay dùng để làm gia vị hoặc thuốc nhé các bạn. Và bên cạnh đó thì gừng nó còn là một cái miến để làm những cái phương pháp tốt để loại bỏ những cái mùi hôi của cơ thể này. Và một cách rất là nhanh chóng. Thank you.
Và xong rồi thì mình sẽ cắt lát nhỏ ra. Gừng là một trong những cái loại gia vị không thể thiếu trong mỗi căn bếp của gia đình nha các bạn. Và sử dụng gừng để điều trị hôi nách là một những cái biện pháp rất là dân gian, an toàn và hiệu quả nhé. Và giúp ngăn ngừa cái tuyến mồ hôi và khử mùi rất là hiệu quả. Và các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng là ở bên trong củ gừng nó có thể chứa là khoảng từ 25% tinh dầu và khoảng 30% là tinh chất cay nhé. Nó mang lại cái tác dụng ở cái vùng da và dưới cánh tay khô thoáng này, nó se khít lỗ chân lông nhé và giảm cái mùi nhanh chóng này. Và bên cạnh đó thì khi sử dụng điều trị hôi nách này còn giảm cái sự sinh sôi và phát triển các vi khuẩn gây mùi này và cải thiện được cái tình trạng là mồ hôi nách nhé. Và tiếp sau đó thì mình sẽ cho vào cối và mình giã nát cái phần gừng mà mình vừa chuẩn bị ra. Về phần trị hôi nách này thì mình sẽ sử dụng bằng cái nước ép của gừng tươi, là cái cách làm rất là đơn giản nhất trong các loại cách nhất các bạn. Với cái thành phần tinh chất ở trong gừng nó có tác dụng là sát khuẩn tốt. Và các bạn thì chỉ cần đem gừng này hoặc là giã ép lấy nước cốt này, hoặc là các bạn cho vào máy xay rồi lọc lấy nước nhé, thì sẽ giúp loại bỏ cái vi khuẩn gây mùi hôi ở cái vùng nách của các bạn. Và sau khi mình đã được cái phần nước ép của gừng rồi thì mình sẽ cho ra một cái bát. Về ngoài việc sử dụng gừng thường xuyên này cũng đồng thời sẽ làm se các lỗ chân lông nhé các bạn. Nó hỗ trợ làm sáng mịn da này, khiến cho cái vùng nách không chỉ sạch mùi mà còn trắng đẹp hơn nhé các bạn. Và nguyên liệu của chúng ta ở đây là gồm có là nước ép của gừng tươi và mình sẽ cho một vài hạt muối hạt vào nhé các bạn. Và các bạn sẽ ngoáng cho nó tan đều lên. Về muối trắng thì được biết đến là cái nguyên liệu nó có khả năng sát khuẩn rất là tốt. Và bạn có thể là sử dụng gừng kết hợp với muối để trị hôi nách. Nó giúp nâng cao cái hiệu quả điều trị này. Và các khoản điều trị hôi nách bằng muối và gừng thì rất là đơn giản.
Và cái cách thực hiện trị hôi nách bằng gừng tươi đơn giản hiệu quả ở nhà thì các bạn chỉ cần là vệ sinh ở cái vùng nách sạch sẽ này, rồi các bạn lấy nước ép gừng rồi bôi lên nách và thực hiện là massage nhẹ nhàng. Rồi là đi ngủ, rồi sáng hôm sau thức dậy thì các bạn chỉ cần rửa lại với nước sạch nhá. Và các bạn cứ làm như vậy chỉ trong 10 ngày thì các bạn sẽ thấy là cái tình trạng hôi nách của mình sẽ được cải thiện. Và video của mình đến đây là kết thúc. Và những cái mẹo gừng tươi để trị hôi nách là cái phương pháp đơn giản và dễ thực hiện. Và cái thành phần tinh chất bên trong gừng nó có tác dụng sát khuẩn rất là tốt nhé. Và bạn có thể sử dụng nước ép gừng để bôi lên nách giúp loại bỏ vi khuẩn này, gây mùi và điều trị hôi nách rất là hiệu quả. Và chúc các bạn thành công.